Phát huy lời dạy của Bác, Công đoàn cơ sở trường tiểu học Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao với mong muốn duy trì thói quen tập thể dục để bảo vệ sức khỏe, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy. Let's go. Cả nhà ta xin nâng tập thể thao một xanh khỏe để luôn yêu đời và vui tươi. Đừng xem phim ham chơi hay thức khuya mỗi tối chỉ cho ta thêm người ngày mai thôi. Nãy giờ ta sinh ra ta phải luôn chú ý chơi đời khi bên rồi nằm mưa gió. Bữa cơm ăn thêm rau, ăn trái cây, uống nước, đem dành cho sạch đều và thông thọ. Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Mỗi ngày ta luôn giữ những thói quen, sức khỏe thì không ai mua được đâu. Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Tập thể thao một xanh khỏe để luôn yêu đời và vui tươi. Đừng xem phim ham chơi hay thức khuya mỗi tối chỉ cho ta thêm người ngày mai thôi. Nãy giờ ta sinh ra ta phải luôn chú ý chờ đợi khi bên rồi nằm mưa gió. Bữa cơm ăn thêm rau, ăn trái cây, uống nước, đem dành cho sạch đều và thông thọ. Niềm vui cho ta là có sức khỏe, sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Mỗi ngày ta luôn giữ những thói quen, sức khỏe thì không ai mua được đâu. Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Mỗi ngày ta luôn giữ những thói quen, sức khỏe thì không ai mua được đâu. Nâng tập thể thao một xanh khỏe để luôn yêu đời và vui tươi. Đừng xem phim ham chơi hay thức khuya mỗi tối chỉ cho ta thêm người ngày mai thôi. Nãy giờ ta sinh ra ta phải luôn chú ý chờ đợi khi bên rồi nằm mưa gió. Bữa cơm ăn thêm